có nên mắc setting trong Valorant hay không? Setting nào ảnh hưởng đến FPS của bạn nhất? Thực ra thì có 3 lý do khiến người chơi không muốn mắc setting trong một game eSports. Thứ nhất đó là FPS, thứ hai là game delay và thứ ba là các hiệu ứng bắt mắt làm bạn phân tâm. Mình đã test Valorant ở độ phân giải 2K, max setting và low setting. Như các bạn thấy, đúng thật là low setting sẽ có FPS ổn định hơn. Nhất là ở 1% low thì max setting có thể làm cho FPS xuống dưới cả 144, như vậy thì bạn sẽ nhận biết được nếu bạn sử dụng màn từ 144Hz trở lên. Trong khi với low setting, mức tối thiểu sẽ là 200 là chấp nhận được. Thế còn game delay thì sao? Ở đây game delay sẽ đo bằng delay của CPU, GPU và render time. Với low setting thì delay của chúng ta là 3.1ms. Mặt khác với Max Settings thì Delay là 4.5 ms giây. Mình không thấy có sự khác biệt quá nhiều. Với hơn 1 ms giây thì ngoài các tuyển thủ chuyên nghiệp ra thì các bạn chắc cũng không nhận biết được đâu. Tiếp theo là về mặt hình ảnh. Ai cũng muốn chơi game phải thật là đẹp. Nhưng với game thủ eSports thì khác. Nhìn thấy địch dễ hơn mới là đẹp. Và việc này không hề sai. Điều thứ hai, setting nào làm tốn tài nguyên của máy nhất. Biểu đồ thứ hai này là mình đã test từng setting của game. Qua đây thì mình thấy là các setting ảnh hưởng đến FPS nhất đó chính là thứ nhất là texture, thứ hai là vignette và thứ ba là vi sinh. Cuối cùng thì chỉ có bạn có thể quyết định được là có nên mắc setting trong game hay không. Mình thì chỉ có 3 đề xuất cho bạn. Thứ nhất là sử dụng độ phân giải lớn nhất có thể. Vì sao ư? Như ở đây là một ví dụ, một bên là độ phân giải 720p và một bên là 4K. Như các bạn thấy thì ở độ phân giải cao thì các bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy địch hơn, chứ không mù mờ như ở bên 720p. Tiếp theo các bạn nên sử dụng Improve Clarity và Nvidia Reflect. Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ sao về việc mark setting trong game eSports?